Vâng, xin chào tất cả các bác nhé. Sau đây em sẽ test và hướng dẫn cách sử dụng con SX9000 này. Con này về với tình trạng đẹp long lanh luôn nha. Thì em test là gửi cho một bác ở thành phố Hồ Chí Minh. Dòng này là nó có 4 chế độ nghi. Nó có chế hiện một chế độ là VV và Bass, Flash, Scott gì đây. Nhưng chế độ mà nghi mượt nhất là anh em nhận vàng là để chế độ VID. Còn anh em là thích Bass là để chế độ Bass nha. Hay là volume của nó, hay là tất cả các cổng loa, ba cầu loa và chỉnh bass này, chép này, hôm nay là chỉnh reverb của âm thanh nha, hôm nay là lo nét vân vân rất là nhiều chức năng. Con này thì chạy 4 nguồn điện, công suất là 310W và em đang để điện 220 để gửi cho bác luôn. Và em đang ghép nối với cặp loa 88A C88, mời các bác nghe. Và con này em bán giá là 12 triệu nha, giá đã bao ship cho các bác nha. Và mọi chi tiết mua sản phẩm bên em, các bác cứ liên hệ cho em qua hai số điện thoại phía trên màn hình. Và để cập nhật liên tục những sản phẩm, các bác bấm vào nút đăng ký kênh và ấn vào nút thông báo thì mọi thông báo và video nó sẽ thông báo cho các bác biết. Và sau đây mời các bác nghe nha. Thank you.
Rồi, thì em xin phép là dừng video. Và hẹn các bác ở video kế tiếp, để video nó quá dài. Con này là cực kỳ nhiều chức năng nha các bác. Đèn đèn riêng luôn nha, rất là hồi cổ và rất là đẹp. Quá mới. Bác nào sưu tầm được những sản phẩm như này thì quá tuyệt vời. Rồi, hẹn các bác ở video kế tiếp.